Rồi mình long tới đó mình chơi khu đi xét luôn, không có cái bằng không ta? Hả? Có cái bằng không? Có gì? Cái bằng nó phèo quá. Làm gì ăn đâu? Rung cái này không? Gì rung cái này? Đãi vô. Thôi rung đi. Đãi vô khu đi xét. Em lần đầu tiên được uống nước. Khánh là một kiếm nhiều quá. Đúng rồi. Chứ còn mình và mình có chạy mấy. Đấy. Thuê chuyên gia Mr. Long Taro ở bên Ohio về để chăm nước cho mấy cái xe. Vừa đủ luôn á. Bây giờ là 11 giờ rưỡi. Mấy anh em lấy xe chạy một vòng Sài Gòn chơi nha. Ủa đi đường kia hả? Thấy cái đường vòng rồi. Đi chưa? Đi chưa? Giờ mình đi xăng xe nha. Thử coi tối nay mình đi gặp những con gì. Đêm nay mình đi xăng xe. Xăng xe, đêm nay mình đi xăng xe. Bên tay gà chạy đã thiệt. Mình chạy con này nhớ nhớ con Urus. Mỗi tội là con này nó quá êm. Tối đi xăng xe thì con đầu tiên là con gì đây, đèn chớp chớp thấy thấp thấp nè. Là chiếc McLaren Senna. Rồi, chơi thôi. Đó, qua quốc lộ 1, quốc xa eo phát. Không biết bao nhiêu luôn, không quay luôn. Đi đường này nếu mà không có xe tải chạy đã thiệt chứ. Nhưng mà mỗi tội là hơi gồ ghề tí. Xăng xe mà, có chiếc này đi rượt là hết ý luôn. Để nghe mà trải nghiệm mấy xe này thì mình thời cái lúc mà đang vắng nè, đường vắng thì mình mới nghe được cái tiếng bô của nó. Đầu đó luôn. Đó, mình xăng xe mà mình chơi tới luôn chiều. Bằng lái của Bentayga nha. Ban đêm này nhìn cũng đã lắm. Chiếc này thì thuộc dạng luxury, sport luxury. Cúc lộn đi. Bắp xào đi. Hột gà nướng đi, hột vịt lộn, cá viên chiên đi. Ban đêm mấy cái quầy bán những cái đồ mà nhỏ nhỏ vậy nhìn sướng thiệt. Bún bò gốc Huế.
Long có một cái nữa là về đây mà mỗi lần quay kiến xuống hoặc là đi xe Honda đó là bị xoăn mũi liền. Cho nên là mình cũng rất là muốn quay kiến xuống nhưng mà cũng hạn chế vì không có quen thời tiết á, xong mà kèm thêm cái bụi đường nữa là dễ bị lắm, 10 lần như 10 luôn. Nhưng mà lần này mình cứ hạn chế thì mình đỡ hơn tí. Đêm xuống Sài Gòn nè, càng vô xuống xuống chỗ trung tâm thì càng đông đúc. Mấy anh em chọn cái thời điểm này là để bớt cái sự mà kẹt xe với lại bon chen trong cái làn nhiều xe cộ nha. Cho nên là mình đi chắc tới tối này đi vòng vòng chơi là lý tưởng. Rồi mất hút. Để mà bỏ con Bentayga thì cũng không có dễ dàng đâu. Chiếc này mạnh cực kỳ. Bữa đi chiếc này đi Bảo Lộc lần rồi, đạp là lên, không thua gì mấy chiếc siêu xe đâu. Đẹp nè, lên cầu như là ngày năm chú chó đó hả? Dạ đúng rồi. Có được đèn nữa, gắn thêm mấy cái đèn led bên hông đẹp liền hả? Sáng đường liền. Nhưng mà phải nói con mắt nó đen này nhìn cái dáng nó bên ngoài, màu sắc của nó nhìn thích thật. Hiếm có xe nào mà nhìn một cái kiểu hầm hố mà nó đẹp, hầm hố kiểu thanh thoát đẹp. Chạy sau lưng nhìn tướng đã thiệt chứ. Có cái đuôi đẹp, đuôi gió đẹp. Ban ngày nhìn nó đổi màu đẹp đấy, như những lúc chiều tà xuống này nhỉ. Tắc kè. Khuya khuya mà cứ 11, 12 giờ đấy là chạy đúng 4 bài luôn. Ban ngày đi mà đông mà chạy thì cực lắm, mệt lắm. Mấy siêu xe mà mình chạy mà mình đậu nhiều quá nó không tốt, tại nó hút gió tự nhiên rồi đó, quạt rồi này nó hoạt động nó không có đúng, nó không có tốt đâu, máy nóng liền, nhất là dòng cái xe làm tản nhiệt, nó tản nhiệt bằng gió mà cái nó không có thiếu tốc độ thì sao mà tản nhanh được anh nhỉ? Ok thôi, up cái video lên cho mọi người xem rồi mai lên hành trình rally Việt rally quay tiếp cho mọi người xem nha. Đây đưa về một siêu phẩm Harley hả? Harley ba bánh. Ngon luôn. Đây là mình tha hồ được ngắm siêu phẩm lên xuống ra vô. Đây Harley mà giống về mọi người thấy chưa? Như là Việt Nam chỉ có một. Giờ mình được hạ xuống nha. Nó cột ra đây nè. Mấy con này được cái là đậu đèn xe đèn đỏ khỏi chống chân. Đi mấy chiếc này thì giống như một chiếc xe hơi ba bánh thôi. Mỗi tội là mưa gió ăn chưa hết. Mưa thì khỏi khát nước, nắng thì thèm nước. Giờ tháo bịch ra đưa xuống thôi. Chạy sơn, tốt lắm. Chở luôn thằng này về nhá.
Điệp nhà nó có vai nó quay báo quay gớm quá. Bò. Bò hú gớm lắm. Em rút của chị đúng không? À rút bình đúng không? Chị đi kỳ sướng luôn, khỏi chống chân, khỏi gì hết. Như nó có số yeah luôn mà phải. Chứ này nó có số lùi mà. Rồi có số. Đù đèn chớp này, y chang police luôn. Này mà đang chạy đèn đỏ hay gì mà gặp này sau lưng chớp chớp tè đang quần. Chạy đèn đỏ. Phải cắm vô nó cho nó khoảng chừng 1 phút 2 phút gì mới đề được nha. Quần đấy. Tiếp lại dây rồi. 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 Hay là không đủ đồ điện. Thêm 1 phút. Không đủ đồ điện. Cho nó 1 phút đi. Cái bình này không đủ điện. Bây giờ đề nổ rồi. Rồi tắt điện rồi. Cục sạc này không đủ điện. Còn có chiếc xăng. Nhà mình có chiếc xăng đâu không anh? Hôm qua một anh ông anh thì đổ lòng giếng ông anh đổ xăng. Đồ chơi vui thiệt chứ. Hôm qua đổ nước lầu kiến bây giờ bốn chạy đổ xăng vô xe rồi. Đấy, đúng rồi đấy. Được rồi, ok rồi, vô. Ủa, ý gì kỳ vậy, có điện đâu à? Vô rồi, thế thôi. Đây là tụt, không đề không nổ. Không đủ điện, ngay đủ điện. Cái gì đấy? Đây cầu bình à, đó, chơi bằng dây điện thoại. Ai cầm khúc đó đi, xong rồi ai cầm khúc này mình quay phim nữa, bận ơi. Đẩy xe đi. Đây bình của Harley đó, nằm dưới này. Giờ cắm từ xe kia truyền vô đây. Ai nói mình nhát mình chịu chứ, mình đứng mình chỉ có quay phim thôi. Trách nhiệm mình nhiêu đó. Cái đầu đó đang cầm cắm vô rồi luôn á hả? Cắm rồi đấy. Nó đù ngầu vậy. Xoay. Đấy là cái khách nhá. Anh nhìn tao đi. Mở cái dây trừ nữa. Đúng nha, nhạc phết. Đúng cộng nữa nha. Bình cháy chữa cháy chuẩn bị chưa? Có bình cháy chữa cháy chưa? Để lấy bình trà sẵn cháy rồi một tạt. Đâu. Đủ. Cắm vô. Cho tôi đừng có cắm nha Hiếu. Để xe vào đi. Từ anh ha. Lấy kèm bỏ. Lấy kèm cái. Để xe đi. Từ từ rồi Khánh hãy chậm. Chậm chậm chưa. Để xe đi em. Rồi điện chạy qua. Rồi. Ủa mạnh dễ sợ ha. Mạnh ha. Rồi.
Vô. Ủa, đó đó đó. Từ đưa cho tôi một cái đồ giữ đi. Đúng rồi, cột dính vô luôn á. Cái cẩm này nhiều khi nó còn lung lay, nó không ăn. Người Việt Nam á, là cái gì cũng chơi được hết. Politics còn sang được. Rồi. Quá gàng luôn. Ra lên em. Đèn đồ vẫn còn hả? Đợi tí, đợi tí, đợi tí cho nó chạy lên hả? Mở đèn hết lên hả? Đó, cho nó chạy hết khởi động đó. Ôi trời, 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 bà mẹ. Giật mình. Chó áo chạy luôn. Thôi giờ thua rồi. Này để cho tự sạc. Ôi, mấy ngày trời của tôi thiệt tình, cuối ngày nó cũng tới rồi nè. Cảm ơn nhiều nha. Đây, sáng sớm chuẩn bị lên đường chuyến rally Sài Gòn Tháp Chàm. Rồi, có gì Long sẽ quay cho mọi người xem. Bây giờ chạy có khúc này đẹp nhất à. Cảnh từ trong trạm nhìn ra đây một chiếc Porsche màu vàng, chiếc G tới, chắc cũng còn mớ xe nữa anh chạy lên. Bây giờ anh em chuẩn bị xuất phát lên đường. Wow, bữa nay đi chắc cũng được 30-40 xe gì á, đủ các loại luôn. Nhìn về cho nó khác, nó đặc biệt nha. Bây giờ là chặn kế tiếp là mình lái. Hello em. Đó,
nghĩ chưa, cánh bướm vàng nè. Đây là cánh bướm vàng. Được mấy chiếc? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chiếc rồi. Còn khoảng 20 chiếc nữa. Đây là bãi biển của Mũi Né ở ngay tại nhà hàng cánh bướm vàng. Anh em mới tắm vô đây chắc cũng được 20-30 chiếc gì đó. Đây đẹp quá. Chạm dừng nghỉ, anh em đổ xăng kể tiếp. Đang trên quốc lộ 1A. Đây là khu phố 2 Ninh Phước, Ninh Thuận, Ninh Thịnh. Trên ngược chiều luôn nè. Hai bà luôn. Không có đường nào nè. Thank you.
Cam Ranh đây lớn quá ha.
dàn xe bữa nay tham gia rally nha, để làm đường mọi người đi tham quan từng chiếc một. Đầu tiên có con Missa nè, thêm con 458 Mustang của chủ tịch Minh Sĩ Bụi, xe hậu cần. Đây là thêm con BM Corvette Hummer 6 bánh Mega. Bên kia có chiếc Porsche, mấy chiếc cái xe hậu cần, chiếc Bentley hai màu, S55 của anh Tài, Porsche, Aston Martin, Big Urus, Porsche 911 Carrera. Đây có con Cayenne, thêm con Cayenne nữa. Đấy, chiếc S50, có chiếc Land Rover Defender VinFast, rồi 718. Này mọi người đón xe là xe gì đây? Đón xem chiếc này là chiếc gì? Có gì comment cho Long nha. Rồi chiếc kế bên là chiếc R8. Thêm con Maserati này, dáng matte purple, xe hậu cần. Thêm R8, chiếc S50 Corvette. Đây là Ventador, thêm chiếc Pista Spider, thêm chiếc 650 Liberty Walk, và chiếc R8 mới vô. Rồi đoàn là trước mắt là như đây, như đây rồi, giờ vô check in nha, còn mới chưa vô nữa. Giờ tiến vô trong sảnh để mà mình làm thủ tục check in lấy phòng. Đây là bên ngoài của sảnh nè, thì mình vô trong nha. Vinpearl là quy mô nè, đã rồi, dữ dằn lắm. Thì này có mấy cái tưởng tượng mà căn nhà mà nó có cái cầu thang vậy ha. Vinpearl Resort Spa Long Beach Nha Trang. Đó,
họ sẽ bưng nước Nha Đam đi vòng vòng cho mình uống. Cái này có thêm mấy cái bình bông thiết kế rất là đẹp luôn. Đó, họ để giữa làm điểm nhấn của cái phòng khách nè. Rồi giờ mình đi ra, mình lên xe về phòng nha. Lên xe về Bến Tre 8733. Cùng phòng với lại ghế này nè. Ừ. Vừa hết rồi. Thì hôm nay về chơi, vừa. Để đi chơi cùng với vợ chồng anh cả nhà. Xoài luôn. Xoài, xoài. Xoài, quá trời xoài luôn. Ăn xoài đây, ui, xoài trời. Đây. Ui. Nói tóm lại là mua xoài thì ăn thì không ngon, nhưng nếu mà bắt được một cái mà ăn tổng thì là ngon bắt đầu. Kỳ vậy đó. Cuộc đời nó như thế đó. Thế mà bây giờ mua khoảng 10.000 một rổ không ăn đi, ăn còn được quả khế là thích lắm. Ừ, xoài quá trời trái luôn nè. Trời, cây này mới nhiều trái nè. Cây này coi như cây này nhiều trái hơn là lá. Ôi, xoài quá trời luôn. Rồi, vô đi la nha. Men tụi một la làng yên tâm đi. Rồi. Khi mình vô khu resort thế này này, mình thấy xoài này hồng mười. Vô phòng villa, vả ly. Đem villa vô trong vali. Mà nói chung dài không ta? À, cho rồi. Lên. Đây là được mấy phòng biết, chắc là hai quá. Hai, hai, ba. Thôi mình lên, mình khám phá thì mới biết được. Đây có hai giường nè. Ok. Xong bên này còn một giường nè. Vậy là ở đây có, để coi cái toilet đồ này nọ đẹp không? Khang trang, thịnh vượng, ngon lành. Đó, rồi mình đi ra thôi. Trả không gian riêng tư lại cho Khánh Mai nha. Mũi. Đó, ngoài bên ngoài nè. Đây, view của mình là không phải biển nhưng mà là một cái hồ rất là lớn. Xong rồi ở ngoài có hồ bơi. Đây, hồ bơi đây. Đây, hồ bơi nhà mình đây. Ngon lành không? Mỗi một cái căn villa thì có một cái hồ bơi. Thôi giờ mình về phòng của mình đi. Chọn trường, chọn giường nào? Anh chọn giường này chứ. Xong rồi đó, coi như là đêm đầu tiên là đến đây thôi, mới ăn uống xong rồi. Bây giờ ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Sáng mai dậy sớm xuất phát đi ra chỗ Marina Ana để lên cái chiếc du thuyền. Đoàn sẽ đi tắm biển, bơi lội, ngắm cá đồ này nọ. Xong rồi tối về sẽ đi ra một cái vũ trường tên là Dom ở Nha Trang. Rồi, vậy thôi. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Để bỏ video lên cho mọi người xem. Rồi, mai có cái gì hay hay nữa Long quay tiếp cho mọi người xem nha. Bye bye nha.